Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hư Giang Audio. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đi những cái bộ mic DK K890 cho bác và anh em. Thì trước khi gửi đi cho bác và anh em dòng mic DK K890 thì em sẽ làm cái video chi tiết về dòng mic Beyer vỉ tím DK K890 này. Thì dòng mic này nó thuộc của dòng mic Beyer 790A các bác nhá, 790A. Tay của nó là tay đuôi chuột, tay da cá rất đẹp. Và giá của nó là 2.700.000 một bộ, bên em bao ship cho bác và anh em. Đấy thì dòng mic này nó là dòng mic đời cao. Đấy, dòng mic này dòng mic xuất xưởng 2020 các bác nhé. Xuất xưởng 2020. Đấy, đời rất cao của mic Beyer. Thì nội thất của dòng mic này thì các bác và anh em xem rất nhiều bên em rồi đúng không ạ? Em đã bán rất nhiều dòng mic Beyer cho bác và anh em. Thì đây là main mạch của dòng mic Beyer. Thì các bác và anh em mua hàng được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán cho em. Thì đường sau của dòng mic DKK890 này thì nó sẽ có hai cái dâu anten cài. Thì các bác và anh em muốn sóng xa thì các bác và anh em phải lắp dâu vào các bác nhé. Đôi khi các bác và anh em về không lắp dâu, làm mất cái dâu thì các bác và anh em sẽ bị khi hát sẽ bị mất sóng. Đấy, là nó không có cái dâu này. Đấy, nếu mà không có dâu thì các bác và anh em chỉ bắt được sóng 2-3 mét thôi. Còn nếu mà các bác và anh em muốn sóng xa hơn thì phải lắp dâu vào. Và nó sẽ có hai đường canon để cho bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt. Và có một đường 6 ly để các bác và anh em chơi một đường 6 ly này. Nó sẽ ra hai đường mic luôn. Đấy là đường 6 ly các bác nhé. Thì khi gửi đi cho bác và anh em thì em sẽ cho cái dây 6 ly để các bác và anh em về cắm. Còn về các bác và anh em... nếu mà muốn chơi đường canon thì các bác và anh em phải mua dây canon để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt. Thì cái lô mic DK K890 này em có gần 30 bộ các bác nhé, gần 30 bộ. Đấy, tay của nó phải nói là cực kỳ đẹp. Với giá tiền là 2.700.000 một bộ, bên em bao ship. Thì trên đây em cũng đang cắm một đầu thu DK K890 này và tay của nó đây. Thì dòng này sẽ có cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc cho các bác và anh em. Và màn hình hiển thị tay mic và đầu thu của nó là màn hình màu cam các bác nhé. Đấy, dòng này thì khi ngắt sẽ có báo mặt trăng ở trên tay mic. 1, 2, 4, 5, 6 bì. 1, 2, 4, 5, 6 bì. 1, 2. Khi kết hợp với bộ mic Beyer vỉ tím DK K890 này với con vang K900 Classic cho một chất âm rất hay. Thì con vang K900 Classic này với giá tiền là 2 triệu bao ship này các bạn này. Thì trước khi gửi đi cho bác và anh em thì em đã khóa đầu thu các nhá, em sẽ khóa đầu thu lại. Đấy, thì khi các bác và anh em về thì các bác và anh em muốn mở khóa thì các bác và anh em chỉ cần thao tác như thế này là sẽ mở khóa đầu thu. Thì bên kênh nha của đầu thu mic nó sẽ có nút mũi tên lên đây. Đấy, các bác và anh em tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Rồi các bác và anh em một tay giữ cái phím tam giác lên của kênh nha. Rồi đồng thời các bác và anh em bật nguồn để các bác và anh em mở khóa là sẽ mất cái khóa đó đi để các bác và anh em tăng giảm âm lượng cho mic A hay là tăng giảm âm lượng cho mic B hay là thay đổi tần số sóng. Hoặc là dòng mic này nó có thể là lấy tần số bằng IR. Thì các bác và anh em muốn thay đổi tần số sóng hay là muốn reset lại tần số sóng. Hay các bác và anh em muốn reset lại tần số sóng thì các bác và anh em chỉ cần bấm vào set. Đấy. Khi nào TR chạy các bác và anh em dơ màn hình tay mic vào mắt thần của đầu thu. Thì nó sẽ tự tìm tần số cho các bác và anh em. Đấy. Khi nhận tần số xong thì nó sẽ báo hai cột sóng và báo hình quả pin. Đấy các bác nhé. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu gì về dòng mic Beyer vỉ tím DK K890 này với giá tiền là 2.700.000 một bộ, bên em bao ship cho bác và anh em. Em tin rằng cái dòng mic Beyer vỉ tím đời cao đời 2020 sẽ làm hài lòng tất cả các bác và anh em khó tính nhất ở trên thị trường. Rồi, cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.